Ấn Độ tăng tốc xét duyệt vaccine chống COVID của hãng Pfizer và hãng AstraZeneca để sử dụng khẩn cấp, một quan chức cao cấp cho chính phủ cho biết ngày 7 tháng 12 vào lớp quốc gia có số ca lây nhiễm đứng hàng thứ hai thế giới này đang phải chật vật đối phó với virus. Chính phủ Ấn Độ đặt hy vọng vào việc cung ứng số lượng lớn vaccine từ Viện Huyết Thanh Ấn Độ. Hôm 7 tháng 12, viện này đệ đơn chính thức lần đầu tiên xin được sử dụng khẩn cấp vaccine của AstraZeneca. Cuối tuần qua, Pfizer đã đệ đơn tới Ấn Độ xin cấp phép cho sử dụng khẩn cấp vaccine của họ, quan chức vừa kể cho hay nhưng không muốn tiết lộ danh tính. Quốc gia đông dân hàng thứ hai thế giới với hơn 1,3 tỷ dân đã có 9.680.000 ca lây nhiễm với hơn 140.000 người chết vì COVID-19. Đóng cửa để chế ngự virus lây lan đã làm nền kinh tế lâm vào cảnh suy thoái tệ hại nhất trong nhiều thập niên. AstraZeneca, Pfizer và Moderna nằm trong số những công ty dược đang xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine chống COVID do báo chế. Anh và một số nước khác đã xúc tiến các kế hoạch trình làng vaccine của AstraZeneca, trong khi Thái Lan và Philippines đã đặt mua hàng triệu liều, làm cho vaccine được tín nhiệm sau khi các chuyên gia nêu lên nghi ngờ về dữ liệu thử nghiệm.